doanh thu 100 triệu mỗi tháng từ kinh doanh trong ngõ hẻm. Câu chuyện chiến lược kinh doanh đằng sau là gì? Cùng theo dõi ngay sau đây. Từng có một quán ăn trong ngõ, địa điểm quất, ít người qua lại. Ngay trong ngày khai trương, cửa hàng Cường đã trong tình trạng kín bàn, thậm chí khách hàng muốn ăn phải lấy số thứ tự và xếp hàng. Câu trả lời nằm ở chiến lược sau. Từng cho quảng cáo, dán tờ rơi ở các cổng trường học, khu vực đông dân cư với ưu đãi khai trương y nhóm tặng món ngon, nghĩa là cứ nhóm 3 người đến thì sẽ được tặng một nồi lẩu siêu cay. Giá nguyên liệu Cường làm hết 99.000 và đang được niêm yết bán với giá 299.000, nhưng combo đấy thực chất chỉ phù hợp sức ăn cho 2 người nên khách hàng thường phải gọi thêm đồ ăn kèm để đủ cho 3 người. Và Cường biết chắc chắn khi ăn món lẩu siêu cay này, khách hàng còn phải gọi thêm đồ uống. Đúng như dự đoán, sau chiến dịch, lợi nhuận Cường thu lại được từ nước uống và đồ ăn kèm đã bù lại cho chi phí Cường bỏ ra để tặng combo khách hàng ngày khai trường. Nhưng Cường đã đạt được những mục đích: thứ nhất, lôi kéo khách hàng đến quán ăn ngày khai trường; thứ hai, tạo hiệu ứng đám đông thu hút khách lạ; thứ ba, đem lại ấn tượng và những trải nghiệm tốt trong khách hàng về một cửa hàng mới, và lợi nhuận sẽ đến được từ những lần tiếp theo. Hãy linh hoạt áp dụng chiến lược trên, bởi điều khiến cửa hàng của bạn phát triển là nhờ chất lượng sản phẩm và một chiến lược marketing đúng đắn. Hoàng Mạnh Cường, marketing thực chiến.